Nè, giờ nó gai sốc nha các bạn. Bẫy đây dính tròn nhưng mà ảnh gai sốc. Đây. Múng thiệt múng luôn. Rồi múng thiệt múng là sốc bước đó là chết. Không có nói gì nhiều. Sốc không chết thì ta chết. Con gai bẫy 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 cọp ấy. Ủa, mấy anh kia nó gai bẫy to dính cọp mà dính luôn. Coi bên Trung Quốc ơi. Tính ra bẫy đây Trung Quốc nó làm giỏi chứ hơn. Đêm hôm em hái 400-500 mít chín nè. Chín hết. Mà anh nói anh quấn chuối đâu biết, anh nói anh quấn mít thì đem lên nha. Anh quấn. Đem mít mà phía hơn đem chuối, chuối dở dập á. Chuối phải vừa chín như mấy này anh mua ấy. Đúng rồi. À, hôm bữa dặn ở bà kia, dặn dặn mấy bà kia là thấy bà đi ngang ấy, thấy bà chuối bà đang dặn ở trước ấy mình chạy mình nghĩ. Đây là cách gai bẫy cạm nha các bạn. Dạ, những ai là biết đâu thì thôi, mà những người nào chưa biết thì học hỏi anh Ti Ti Nguyễn này gài nha các bạn. Cơn anh Ti Ti Nguyễn 78. Những người nào vô follow kênh anh, vô đăng ký kênh ủng hộ anh, rồi anh cũng đăng ký tương tác lại cho các bạn nha, cùng nhau mà cùng phát triển. Ở đây có cát không? Quấn bẫy sóc là cho nó mo lên thì cao lên để nó nhảy. Tôi có bẫy mà bẫy tròn là quấn bằng mặt đất. Bằng xíu luôn cho con tròn mà không con sóc, con sóc nó ngu hơn người con tròn. Mình gài bằng mò mít nha các bạn. Bẫy tròn là nó khôn hơn con sóc, mà con sóc là nó ngu hơn con tròn. Giờ ấy hai miếng em cắt rồi đấy anh. Đấy, bỏ hai bên đấy. Nên rồi. Chúng ta quấn cái mo lên. Rồi. Mu lên để rồi. Nó nhảy lên này lên lên cái quấn, chỗ quấn phải đây là lên sàn đấu là nó nhảy. Quấn phải mu lên nha các bạn. Thôi. Cao đi. Lên. Tiếp. Lên là nó chết. Đường đây cây đẹp lắm nha các bạn, cao lắm. Mời các bạn ăn cơm rau canh củ quả. Cơm ớt, mà cơm ớt. Là làm đậu đũa nữa cho thiếu đậu đũa rồi nha. Sao đâu có đậu đũa cho đem thiệt. Đậu đũa luôn. Các bạn ăn cơm cùng anh em mình nhé. Ăn cơm nha. Ba người theo hai người. Cơm rau. Cơm ớt khổ quá. Có gì ăn nấy nha các bạn. Uống bia hơn. Nói chung là bật gheo quả giống nước mực à? Không. Anh ăn. Đó. Mời các bạn ăn cơm, ăn mì tôm. Mời các bạn uống bia cùng anh em mình nhé. Hello, xin chào tất cả các bạn và tất cả các em trên mọi miền Tổ quốc nha. Cùng ăn cơm với anh em mình. À, quá đã. Số 1 các bạn ơi. Trời, nó sấm sét rồi. Ăn cơm rồi đi nước ngoài. Nước ngoài là ngoài đá nước ấy. Dạ các bạn ơi. Lè to lên, lè to lên. Ồ, xuống đây dạ các bạn. Được. Đây, 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 gửi. Gửi, gửi chứ không. Gửi anh Ti. Không đợi nó đứt chứ hả? Mới dính. Đồ giờ gửi nó cái gì đâu. Còn chú còn các bạn không? Ồ, sốc đẹp quá các bạn ơi. Quá đã. Đây không? Chiều này có màu hả? Con sẽ ớt nhậu quá. Ồ, nó thúi rồi. Những cái trông còn bọc thịt đá đâu. Có hàng các bạn ơi. Quá đã. Hàng nè. Ba lạng. 70 ngàn á. Ba kêu đặt 70 ngàn á. Em nó sẽ vô bao nè. Này mà nói đúng rồi, sóc đó giả 70 ngàn con. 70 ngàn con. Bắt đợi danh lại, mai bán bả. Làm thịt nhậu hay không? Bán gì? Đợi vô đây ăn thịt nhậu các bạn. Giúp hôn sợ ớt. Lên đường, tiếp tục.
xung quanh cây thấy đá không các bạn, coi này, đứng như cái trụ điện không ạ. Ồ, bung bàn nữa các bạn ơi, làm luôn anh, lát nữa em hoang sợ luôn. Kiến bé xịt, xịt kiến. Một con chuột này các bạn, chuột rừng, chuột núi. Cái khứ. Khứ nó cũng nè. Lát nữa ăn độc con trời. Đâu độc, mình nó đâu có sống đâu độc. Nó chết nó không được, mang bỏ con vỏ, cái chết sao. Đúng rồi, đúng rồi. Thông minh. Quay đây. Đây. Không đi đâu. Đâu. Đường kia. Cá lạc nè. Đồ, tưởng đâu hồ lên, tưởng đâu có hàng bự chứ. Đó, sắp đất các bạn ơi. Đó, các bạn thấy không? Đúng, đúng, đúng luôn. Đây chắc lâu bạn nhắc gài quá. Đây gài trong rậm đi. Đó, đất, đất. Nghe tiếng kêu đấy như sọc heo. Đúng không anh? Bảo luôn đúng. Bảo beo luôn. À, dài luôn. Bung bàn nữa các bạn ơi. Ô, hàng nữa các bạn ơi. Một anh đã dạ. Cái này đúng là sốc nhiều thiệt. Gơ bự. Còn nó cái nghe anh. Ôi, cắn tay ông. Giờ sao, giờ sao? Giờ sao? Ui, từ từ từ. Đừng cắn hả? Dính hàng các bạn ơi. Sốc không các bạn? Đúng, quýnh tanh banh luôn không? Con này bắt sống nha Hưng. Để em bắt cho. Em bắt được không? Được, em bắt cho. Tay con đau không? Gió ngựa keo cường. Rồi, đợi xuống. Đợi xuống em dậm cho. Đợi xuống, đợi xuống. Chân em dậm cho. Rồi, rồi, ra được không? Đó. Một anh đào già này các bạn. Đây, đào đây. Nè, anh bỏ luôn đi. Để em quay phim cho nó ngon. Đó, và một anh đại gia nữa các bạn ơi. Anh thợ rừng đã bị sốc kính giờ đang bị thương các bạn. Đi đâu hết trơn. Đi đâu nó cắn. Anh nói đầu hoài cây sốc mà đầu trong đây còn sốc không? Đầu trong sốc là dễ không? Ừ. Bao rồi các bạn ạ. Ừ. Hả? Anh bắt riệt riệt. Con này anh bắt nhanh lắm. Bắt riệt riệt. Giờ mấy anh em đi xuống núi nha các bạn. Xuống ăn uống nghỉ ngơi. Rồi khuya đi thăm bẫy nha các bạn. À, có hàng này các anh em. Cái đây có cái mít không? Không, cái đây bởi bưởng qua. Ô, bởi bưởng qua dính đâu lắc cậu? Ở dính đâu chán. Ừ. Ôi, 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 đập chết luôn hả? Coi coi nó cái nghe, đừng đợi nó cái. Xúc đất anh em ơi. Chú kéo bà lồi mà còn. Nè các bạn ơi. Hồi chiều mình đi đặt bẫy nè các bạn. Giờ. À nhỏ nhỏ hơn. Quên quên. Lấy gì cho đem gài lại luôn chú. Anh em. Gài lại luôn ngày mai bác. Giờ cái bẫy đây nó bị nổ rồi. Ừ. Ừ. Sốc đất đây ở đây là khác nha, còn cái màu. Sốc đất ở mình là nó khác nha. Ờ, cái màu đây nó khác hơn. Sốc đất ở đây là màu nó đó. Ừ. Sốc đất ở mình là kêu sốc hương ấy. Ờ, sốc nó có sọc 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 chưa gan ấy. Đi như con trùng mướp, con trùng hương rồi đấy. Ờ.
bữa nay ăn sóc sạch sừ rồi. Thanh quá của ngày hôm nay nha các bạn, buổi chiều hôm nay á. Ủa các bạn thấy không, rõ có về không, sóc đất sóc heo. Giờ là thui nha các bạn, sóc quá trời, còn 7 con sóc nha các bạn, lâu bằng nhắc làm các bạn, một bên thợ rừng nha các bạn, chứ không quen không làm mấy con này khuya luôn chứ chưa chắc gì đã xong nha các bạn. Đúng con lương các bạn, anh Ti Ti nghiễm câu nha các bạn, quá giỏi. Wow, quá.